Lương Xuân Trường khoảng trống có thể dứt điểm. Và đó là cú sút của đối diện, bên phía Hoàng Anh Gia Lai. 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Và đó là một tuyệt phẩm của Lương Xuân Trường, người đã làm nổ tung các khán đài của sân Pleiku với pha dứt điểm tuyệt vời vừa rồi. 1-0. Và chắc chắn là trận đấu sẽ rất hay kể từ phút này, khi mà thế bế tắc đã được khai thông. Tuyệt vời. Lương Xuân Trường đã tạo ra điểm nhấn đầu tiên ở trận đấu kinh điển giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội. Và chúng ta cùng một lần nữa xem lại tuyệt phẩm của Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường đã có bóng và dẫn bóng đến khoảng 10m, không chịu bất cứ áp lực nào từ phía các cầu thủ áo vàng trước khi anh tung ra một cú sút từ khoảng cách lên tới khoảng 25m, găm thẳng vào góc cao không thành của Bùi Tấn Trường. Dù có xuất sắc đến mấy thì Bùi Tấn Trường cũng không thể nào cản phá được pha dứt điểm vừa rồi của đội trưởng bên phía Hoàng Anh Gia Lai.